Thông tin từ phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết anh và đạo diễn Trần Vi Mỹ có mối quan hệ thân tình với phía gia đình ông Ngô Đức Trung. Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cấp thoát nước tỉnh Quảng Nam. Do đó anh đã chủ động tổ chức một bữa tiệc như món quà tặng cho những người thân của mình. Việc tổ chức, dàn dựng sân khấu tiệc cưới không tốn nhiều tiền vì tất cả đạo cụ đều có sẵn, từng được sử dụng trong live show của Đàm Vĩnh Hưng trước đây. Chi phí duy nhất phải tốn là tiền vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Nam. Còn những chiếc xe BMW xuất hiện trong đám cưới cũng do bạn bè cho mượn. Thông tin cho rằng đám cưới có chi phí lên đến 10 tỷ đồng là không đúng. Vì ngay cả live show của anh Hưng còn chưa đến 10 tỷ thì làm sao một tiệc cưới lên đến 10 tỷ, phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng khẳng định. Phía ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh thêm, thực tế, ngay trong đám cưới, anh Hưng cũng đã chia sẻ công khai. Tiệc cưới này anh đứng ra tổ chức như một món quà tặng cho các em, cô dâu chú rể. Trước đó, một số trang mạng xã hội đã đăng tải nhiều hình ảnh về một đám cưới khủng được tổ chức tại Cung Thể thao Tiên Sơn thành phố Đà Nẵng, vào tối 39. Nhiều hình ảnh cho thấy đám cưới này được dàn dựng hết sức công phu và tốn kém với sân khấu hoành tráng, không gian trang trí toàn bộ bằng hoa tươi. Đám cưới linh đình này có sự xuất hiện của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Ngoài ra, lễ cưới còn gây ấn tượng bởi màn chú rể lái xe BMW sang trọng đưa cô dâu thẳng vào sân khấu. Nhiều thông tin cho rằng để tổ chức lễ cưới, chủ nhân đã bỏ ra số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Gia đình tôi thuê Cung Thể thao Tiên Sơn để tổ chức lễ cưới với số tiền khoảng 60 triệu đồng. Số lượng khách mời khoảng 1.200 người. Chi phí tổ chức lễ cưới khoảng 500-600 triệu đồng thôi chứ không có chuyện 10 tỷ, ông Trung khẳng định.